Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay Ruby sẽ cùng các bạn học về các loài chim nhé. Hãy cùng nhau tìm hiểu thôi nào. Học cùng Ruby TV. Đây là con gì? Chim sẻ. Chim sẻ. Chim sẻ. Đây là con gì? Chim chào mào. Chim chào mào. Chim chào mào. Đây là con gì? Chim bói cá. Chim bói cá. Chim bói cá. Đây là con gì? Chim đại bàng. Chim đại bàng. Chim đại bàng. Đây là con gì? Chim gõ kiến. Chim gõ kiến. Chim gõ kiến. Đây là con gì? Chim cánh cụt. Chim cánh cụt. Chim cánh cụt.
Đây là con gì? Chim công. Chim công. Chim công. Đây là con gì? Cú mèo. Cú mèo. Cú mèo. Đây là con gì? Hải âu. Hải âu. Hải âu. Đây là con gì? Chim vẹt. Chim vẹt. Chim vẹt. Đây là con gì? Chim én. Chim én. Chim én. Đây là con gì? Chim bồ câu. Chim bồ câu. Chim bồ câu.
Đây là con gì? Chim cút. Chim cút. Chim cút. Các bé thân mến, vậy là qua video ngày hôm nay, các em đã biết thêm rất nhiều về các loài chim rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo cùng Ruby TV nhé. Tạm biệt!